Khi mua bán nhà đất, một trong những việc đầu tiên là các bên ký hợp đồng đặt cọc. Đặt cọc là cái biện pháp bảo đảm để thực hiện cho việc bên mua và bên bán được diễn ra thuận lợi nhất. Thì là trong cái video này em Ánh sẽ làm một cái hướng dẫn chi tiết cụ thể để mọi người có thể hiểu được cái mẫu hợp đồng đặt cọc và cái cách viết hợp đồng đặt cọc. Thì là tất cả có trong video ngày hôm nay. Xin mọi người cùng xem theo em nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tốt. Khi mà mua bán nhà đất thì một trong những cái việc đầu tiên là các bên ký kết hợp đồng đặt cọc để các bên thực hiện việc mua và bán dễ dàng, để cái quá trình mua bán được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Thì sau đây là cái mẫu hướng dẫn viết hợp đồng đặt cọc và mua bán nhà đất một cách chi tiết nhất. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2021 tại công ty Bất Động Sản Nhà Tốt, chúng tôi gồm có bên đặt cọc gọi tắt là bên A, ông Trần Văn Tê, sinh năm 1959, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bên nhận đặt cọc bên B, ông Đỗ Hồng Ca, sinh năm 1950, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú tại số nhà 18, phường Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Nội, cùng với vợ là bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1955, chứng minh nhân dân số, hộ khẩu thường trú số nhà 18, Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký hợp đồng đặt cọc này để bảo đảm thực hiện, để đảm bảo thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây. Điều 1, nội dung của hợp đồng. Nội dung hợp đồng này là số tiền 500 triệu đồng tiền Việt Nam hiện hành mà bên A đặt cọc cho bên B được nhận chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12 và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số nhà 18, Mậu Lương, Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Số phát hành DN 596672, số vào sổ cấp GCN CH00536-946- quy định Ủy ban Nhân dân do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 27 tháng 2 năm 2013 mang tên ông Đỗ Hồng Ca. Thông tin cụ thể như sau: số 1, quyền sử dụng đất, diện tích đất chuyển nhượng 100m² được viết cả bằng chữ, thửa đất 12, tờ bản đồ số 12, địa chỉ thửa đất số nhà 18, Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Mục đích sử dụng đất ở đô thị 100m², thời hạn sử dụng lâu dài, nguồn gốc sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhà là nhà ở, loại nhà thấp tầng, kết cấu nhà tường gạch khung thép, diện tích sàn 100m, số tầng 5, năm xây dựng, năm 2020. Thứ hai, bằng hợp đồng này, bên A đồng ý đặt cọc và bên B đồng ý nhận tiền đặt cọc với số tiền trên để đảm bảo thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và theo hiện trạng nhà thực tế nêu trên với các thỏa thuận dưới đây. Giá chuyển nhượng toàn bộ nhà đất theo hiện trạng sử dụng thực tế là 2 tỷ 080 triệu đồng tiền Việt Nam có ghi bằng chữ. Giá thỏa thuận này cố định trong mọi trường hợp không tăng không giảm khi giá thị trường biến động. Phương thức đặt cọc và thanh toán. Thanh toán tiền mặt. Ngày 13 tháng 1 năm 2021, bên A đã thanh toán cho bên B số tiền 500 triệu đồng, viết cả bằng chữ. Số tiền còn lại khi nào hai bên lập và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức hành nghề công chứng, bên A sẽ giao tiếp. Tiến hành thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng và đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Bên B có trách nhiệm liên hệ với cơ quan công chứng và tiến hành các thủ tục. Hai bên có thể ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức tại cơ quan công chứng trước ngày 28 tháng 1 năm 2021. Thời gian và địa điểm cụ thể bên B sẽ thông báo cho bên A. Tại thời điểm ký hợp đồng của bên B đã cung cấp cho bên A đầy đủ bản sao các giấy tờ thuộc về trách nhiệm của bên B để bên A làm thủ tục với cơ quan công chứng. Khi ký hợp đồng, bên B sẽ xuất trình bản chính. Thời hạn đặt cọc 15 ngày kể từ ngày các bên lập và ký hợp đồng này. Nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí, phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, lệ phí trước bạ, phí thẩm định, thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất do bên B chịu trách nhiệm. Xử lý tiền đặt cọc. Trường hợp bên A không nhận chuyển quyền sử dụng đất thì bên A mất số tiền đặt cọc cho bên B. Trường hợp bên B không chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên
thì bên B sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho bên A và là 500 triệu đồng, đồng thời bên B phải bồi thường cho bên A số tiền bằng số tiền đặt cọc. Điều 4, phương thức giải quyết tranh chấp. Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp Việt Nam. Điều 5, cam đoan của các bên. Bên A cam đoan việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối ép buộc, thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng, đã xem xét kỹ về thửa đất chuyển nhượng và các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Bên B cam đoan tại thời điểm giao kết hợp đồng này, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nói trên chưa tham gia bất cứ một giao dịch nào, không tặng cho, hứa bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố, đặt cọc, thế chấp, góp vốn hoặc ủy quyền cho người thứ ba. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp, được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không bị quy hoạch hoặc thuộc trường hợp bị giải phóng mặt bằng. Có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho bên A hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi ký chuyển nhượng. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này. Điều 6, điều khoản cuối cùng. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. Hai bên đã tự đọc hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng và ký vào hợp đồng này. Ba, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận. Và phía dưới, bên A, bên B ký ghi rõ họ tên. Một số cái lưu ý quan trọng nhất khi lập và ghi cái hợp đồng đặt cọc, mọi người ạ. Về thông tin của bên đặt cọc và nhận đặt cọc thì phải ghi đầy đủ chính xác về thông tin họ và tên, năm sinh, số chứng minh thư, số thẻ căn cước và hộ khẩu thường trú. Về đối tượng hợp đồng thì phải ghi số tiền đặt cọc, đơn vị tính là tiền Việt Nam, ngoài ra phải ghi cả chữ nữa. Thông tin về thửa đất, ghi lập hợp đồng đặt cọc, bên mua yêu cầu bên bán đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là đưa ở đây là đưa sổ đỏ và sổ hồng để kiểm tra, cũng như là ghi đầy đủ thông tin về thửa đất được chuyển nhượng gồm diện tích, số thửa, số tờ bản đồ để ghi vào hợp đồng, loại đất căn cứ vào sổ đỏ để ghi loại đất, ví dụ như đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở. Về cái giá chuyển nhượng và phương thức đặt cọc thì là do các bên thỏa thuận. Về tiến hành thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng và đăng ký sang tên đầy đủ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do các bên thỏa thuận, tuy nhiên thực tế thường là bên bán. Về nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí, thuế thu nhập cá nhân theo quy định là thường thường do bên bán vì là người có thu nhập có thể thỏa thuận. Thuế tiền sử dụng đất nếu có, phí lệ phí khác thường thường là do bên bán nộp. Về xử lý tiền đặt cọc, theo khoản 2, điều 328 Bộ Luật Dân sự năm 2015, tiền đặt cọc được xử lý trong các trường hợp sau. Trường hợp 1, hợp đồng được giao kết thực hiện, tiền đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Trường hợp 2, nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Và trường hợp 3, nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy thì là em anh cũng nói gần như là rất là chi tiết về cái bản hợp đồng đặt cọc rồi. Nếu như mà mọi người xem thông tin, muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa và em có một cái mẫu file trắng về cái bản hợp đồng đặt cọc này để ở dưới phần mô tả, mọi người có thể bấm vào cái đường link ở phía bên dưới để có thể tải về nhé. Nếu như mà mọi người xem video của em thấy hay thì có thể chia sẻ cho nhiều người cùng biết, bấm like cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi được nhiều thông tin bất động sản hơn nữa. Muốn em tư vấn thì liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.